ngày 22 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hai đoàn thực hiện công tác khảo sát về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn do đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy, trưởng ban kinh tế, Hội đồng Nhân dân huyện, làm trưởng đoàn, đã thực hiện giám sát tại các xã Định Biên, thị trấn Trợi Chu, Phú Tiến và Bình Thành. Tại các xã thị trấn đến khảo sát, đoàn đã được nghe báo cáo tổng hợp kết quả tiếp thu giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 hội đồng nhân dân huyện khóa 19 trong đó xác định biên có 7 ý kiến kiến nghị có 5 ý kiến đã giải quyết được cử tri đồng tình nhất trí hai ý kiến liên quan đến nguồn lực đầu tư xây dựng chưa được giải quyết tại thị trấn Thừa Chu có 9 lượt ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 hội đồng nhân dân huyện trong đó có hai ý kiến đang được giải quyết liên quan đến việc san lấp mặt bằng đoạn nắn sông Chu. Kinh phí đền bù cây cối đã chặt tại khu vực nắn dòng sông Chu cho các hộ dân. Đối với xã Phú Tiến, có năm ý kiến kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến việc nâng cấp đường điện tại địa phương. Các ý kiến đã được các cơ quan chuyên môn trả lời, cử tri cũng đồng tình nhất trí. Xã Bình Thành có 8 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ 12 liên quan đến đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình hồ làng Pháng trường học mầm non, nhà văn hóa xóm, trong đó, có một ý kiến chưa được giải quyết liên quan đến cột điện đường trung thế. Đoàn công tác của huyện cũng đã trực tiếp kiểm tra tại cơ sở. Theo ý kiến cử tri đề nghị, Điện lực huyện định hóa di chuyển cột số 97 đến cột số 98 thuộc địa phận xóm Đồn ở sát nhà dân sang vị trí khác để thuận lợi cho việc sản xuất của người dân. Tại các xã đoàn đến khảo sát, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi làm rõ về những kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri đặc biệt là đối với các ý kiến chưa được giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa. Đồng chí trưởng đoàn công tác cũng đề nghị các địa phương làm rõ nội dung việc trả lời, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, hoàn thiện báo cáo gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để làm cơ sở trong công tác giám sát Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian tới. Tiếp đó, ngày 22 tháng 9 đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục thực hiện công tác khảo sát về kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 tại 4 xã Quy Kỳ, Kim Phượng, Thanh Định và Bảo Linh. Theo báo cáo, cử tri xã Quy Kỳ đã có 7 ý kiến kiến nghị, xã Kim Phượng có 8 ý kiến, xã Thanh Định có 12 ý kiến và cử tri xã Bảo Linh có 13 ý kiến gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19. Nội dung ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như đất đai, sản xuất nông lâm nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, giao thông thủy lợi, đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, nhóm các ý kiến về vấn đề sau khi sáp nhập thôn xóm vân vân. Về cơ bản, các ý kiến đã được trả lời và được cử tri các địa phương đồng tình nhất trí. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến kiến nghị chưa được trả lời dứt điểm, nguyên nhân do tổng hợp chưa đầy đủ hoặc chưa rõ nội dung nên cơ quan chuyên môn khó xem xét trả lời. Tại buổi khảo sát, các địa phương cũng nhất trí với ý kiến trả lời của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện. Đoàn công tác cũng đã trả lời và làm rõ một số nội dung vướng mắc và ghi nhận các ý kiến kiến nghị của địa phương chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.